Mới đây, tài khoản Instagram Pam Yêu ơi vừa có bài đăng hình ảnh một bé gái và cán mốc 1 triệu lượt tim, trở thành em bé đầu tiên tại Việt Nam có tài khoản cá nhân đạt được thành tích này. Được biết, bé gái tên thật là Hải Đường, biệt danh Pamela. Với nhiều người hâm mộ, cô bé chưa tròn 1 tuổi này không còn xa lạ. Cô bé chính là con gái của hot girl Salim và chồng là thiếu gia tập đoàn may mặc. Vào ngày bánh trôi bánh chay, tức ngày 3 tháng 4 năm 2022, sau 4 tháng kết hôn, Salim chính thức hạ sinh tiểu công chúa Hải Đường. Có bố là thiếu gia tập đoàn may mặc, còn mẹ là hot girl đình đám. Ngay từ đầu, Hải Đường được dự đoán là sẽ giật spotlight cộng đồng mạng. Và đúng như dự đoán đó, ngay từ khi vừa ra đời, Hải Đường được xem là mầm non giải trí với loạt khoảnh khắc xinh xắn, đáng yêu và không kém phần hài hước. Trong các bức ảnh của Hải Đường được đăng tải lên mạng xã hội, cô bé có khuôn mặt vuông vức giống bố và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Nhất là khi chụp cận mặt, Hải Đường càng khiến dân tình bấn loạn vì liên tục thay đổi sắc thái gương mặt. Không ít chị em phải để lại bình luận xin vía bỏ bụng gấp. Những bức ảnh đạt 1 triệu lượt tim của Hải Đường được mẹ Salim chụp khi cô bé quấn khăn tắm màu trắng từ đầu tới chân. Cùng với đó, mẹ Salim liên tưởng con gái mình giống như linh vật của mùa World Cup vừa qua. Tất nhiên rồi, trong loạt ảnh này, cô bé vẫn tiếp tục có loạt biểu cảm cưng xỉu, khiến người người rần rần thả tim. Còn bạn có bị đốn tim bởi cô bé này không?